cái bài nói về cái đuôi nó này chúng ta không hiểu là tại sao mà nó đi lên đi xuống ha. Thì nó đi lên đi xuống cho nó đẹp thôi, chẳng hạn như từ nó la thì đuôi lên nó xây cái đuôi hướng xuống, còn nó đô á cái đuôi nó hướng xuống, tại vì nó lên nó lòi ra rất là xấu, phải không các bạn thấy không, nó rê này cái đuôi nó phải xuống, và nếu mà đuôi nó lên thì nó lòi ra nó xấu. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng thần chú đi ha, thần chú. Bây giờ chúng ta thấy nè, đến này các bạn thấy muốn viết làm sao. À, các bạn tùy các bạn muốn dùng ba rê cũng được ha, ba rê mới dùng cái này, nó nằm trong khe thì chúng ta dùng cái ba cái bảng mà tra ba rê, chúng ta cái này là nó pha nó la, thì chúng ta dùng cái thần chú là pha la đô mi bốn nốt trong khe, thấy không, pha khe đầu mới chưa, la khe hai, à đây là nó la, các bạn nó sẽ ghi là nó la giờ đây, thấy không? Đó. Thì chúng ta sẽ ghi một đoạn cái này, đó. Cái này các bạn thấy ha, ta hát là ha, mi dòng thứ nhất dòng nhị nó son, ta ghi là nó son các bạn ha, nó son này ha, rồi nó này là nó à, nó khe thứ hai ha, thì các bạn thấy là pha khe đầu lá khe hai, thấy không, rồi cái này là nó son, ta khỏi ghi nữa, đến này ha, thè bàn tay ta được khuôn nhạc đàn, mi dòng thứ nhất ha, dòng nhì nó son, thấy chưa, đây là nó son. À, nó son này chúng ta phải tìm trong guitar đó, thì nó son nó nào, ví dụ như son trong guitar là nó là à, dây là thứ ba ba buông, tức là ba không á, là thật, lúc đó ta áp dụng ta biết đọc nốt, nhưng mà ta phải áp dụng được trong cái phần nhạc cụ ta biết đó. Ví dụ ta học organ ta biết nằm phải biết son nó nằm ở đâu và guitar nó nằm la nằm ở đâu. À, nó này là nó pha ha, nó nằm ở khe thứ hai, pha khe đầu lá khe hai đúng không, à, vân vân. Rồi bây giờ chúng ta ghi nó này, cái này các bạn thấy đối các bạn nó này nằm ở dòng hay ở khe, chúng ta thấy làm là ở ở dòng, dòng thứ tư ha, chúng ta sẽ đọc thần chú à, si 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 dòng ba khắc ghi rê và phá trên dòng bốn năm, đây là nó rê các bạn, thấy không? À, như vậy là chúng ta đã bắt đầu thực hành để viết được cái nốt đó, viết được mấy cái nó này để đọc đó. Nhà khi chúng ta đọc được mấy cái nó này đó các bạn, đó là nó si nè ha. Khi mà các bạn đã viết được mấy cái nó này á thì chúng ta nên lấy gom gom chứ đừng có để vậy ha. Chúng ta sẽ có những cái bài tập gọi là những cái bài tập mà nó áp dụng vừa cái trường độ và vừa cao độ nữa ha. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một phần học khác là học về trường độ, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục những cái phần bài tập lý thú này. Cảm ơn các bạn. Và chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi đến cái phần là nốt có dấu chấm voi các bạn. Nó có chấm voi tức là cái nốt mà nó có cái chấm này nè, người ta gọi là cái mục ruồi hay gọi là petit shop ha. Kế bên để nó kéo dài cái trường độ ra, chẳng hạn như bây giờ ta thấy nó tròn này các bạn, nó tròn chấm. Thì về quy tắc là nó tròn bằng 4 phách à, cộng thêm cái nó tròn chấm bằng phân nửa nó, tức là 4 cộng 2 thì nó sẽ ra là 6 phách các bạn. Thấy không? Chúng ta thấy nó tròn chấm bằng 6 phách à, nó trắng chấm thì chúng ta cũng theo quy luật là trắng chấm bằng 2 phách cộng với phân nửa của chính nó, tức là 3 phách, đúng không các bạn? Và nó đen chấm thì chúng ta thấy có nó đen chấm bằng 1 phách rưỡi và nó móc chấm thì bằng 3 phần tư à, chúng ta sẽ cái nó dấu chấm voi này đó chúng ta sẽ áp dụng cái luật để chúng ta tính thôi, rất là dễ ha, chúng ta tạm thời chúng ta cứ nhớ vậy ha. Tròn chấm thì bằng ngân bằng 6 phách, trắng chấm thì bằng 3 phách, đen chấm thì bằng 1 phách 1 phần 2 hay là 1 phách rưỡi, và móc chấm thì bằng 3 phần 4, vân vân. Xin cảm ơn các bạn. Qua phần thực tập kết hợp với chúng ta thấy chúng ta sẽ học cái dấu nó ngân dài các bạn. À, dấu nó ngân dài là dấu nó dùng để nối hai nốt nhạc, nó gọi là thai đó, cùng cao độ ha. Độ nó sẽ bằng tổng số cái hai nốt này chẳng hạn. Được chưa? Ví dụ nốt này là nốt rê bằng 2 phách, nó là rê nữa chúng ta cộng lại bằng 4 phách các bạn. Và chúng ta thấy nốt này ha, ba nốt này nó kéo dài thành ra 12 phách. Đó. Thì người ta sử dụng cái nốt thai này đó các bạn để nó ngân dài và tạo ra những cái nốt nó có những cái trường độ mà trên thực tế không có ha. Người ta tạo ra chúng ta sẽ thấy có những cái nốt ngân dài, chẳng hạn như trong cái bài Find It My không các bạn ha. Chúng ta thấy đây, thấy không? Dấu này dấu thai nốt này ha. Cái này đó bằng 4 phách, cái này 2 phách nó sẽ là 6 phách các bạn. Đó, thì nó cái đây là cái dấu nó ngân dài đó. Thì chúng ta sẽ có thấy rằng là cái cách
Ví dụ như chúng ta thấy trong đây nó có cái bài là có chấm chấm dôi này áp dụng ha, chúng ta thấy ha, chấm dôi ha. Chấm dôi đây ha. Ở đây là hai phát cộng với một phát chấm dôi này sẽ là ba phát các bạn. Chúng ta sẽ áp dụng cái phần chấm dôi ra ha các bạn. Chúng ta sẽ học cái dấu dấu lái các bạn, dấu lái là slur đó ha. Slur này nó là cái dấu mà nói hai nó nhạc khác khẩu độ, chúng ta lưu ý nha. Dấu dấu này khác cái dấu 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 ngân dài ha. Nó chỉ nói cái hai cái đó này ha. Đó. Để dùng để nói hai đó nhạc khác cao độ thì chúng ta thấy cái rồi phân ra trong cái bản nhạc nó cũng có chia ra, ví dụ như chúng ta thấy là ha, một khuôn nhạc nó sẽ gồm có cái nhiều cái thanh này các bạn, thì nó gọi là vạch nhịp, thấy không, vạch nhịp này, vạch nhịp vân vân, vạch nhịp nó sẽ chia ra mỗi cái này thành ra những ô nhịp các bạn, thấy không, đây là ô nhịp hay là trường canh. Còn vạch kép này đó các bạn dùng để chuyển cái đề bàn nhạc, ví dụ đang không có chuyển mà thang hay là chuyển nhịp vân vân, hay là cái vạch này là vạch hết bài. Còn vạch này, vạch kép này có nghĩa là khi mà chúng ta qua phần điệp khúc ta có thể dùng cái vạch kép này được các bạn, thì chúng ta sẽ có cái mỗi cái bài nhạc chúng ta sẽ thấy có cái vạch nhịp trong bất cứ nào chúng ta thấy cái thành phần hết nhạc ha. Chúng ta phân tách lại, phân tách lại cái phần nhạc lý để chúng ta hiểu ha. Ví dụ đây một bài nhạc này ha, thì chúng ta thấy nó có nhiều cái số, đây là cái này là khóa son các bạn ha, khóa son này ha, thì cái phần cái nốt cái phần chi tiết cái biên đó là 3/4, đó là nhịp 3/4, nhịp 3/4 thì ta thấy rằng là nó có vật vạch nhịp này, thấy không, nó đây là nguyên một khuôn nhạc, đây là một khuôn nhạc ha, ta thấy một khuôn nhạc thì khuôn nhạc nó chia làm nhiều cái ô nhịp 1 2 3 4 5 6, khuôn nhạc nó gồm có 6 ô nhịp các bạn, thì nó sẽ mỗi cái ô nhịp nó sẽ có một vạch nhịp này. Đây là vạch nhịp, vạch nhịp đó, đây là vạch nhịp, thì nó sẽ chia làm ra là ở đây là một ô nhịp các bạn. Tại vì tiếng Việt mình nó gọi là ô nhịp hay là trường canh, Việt Nam mình thì chưa có thằng lâm biện, thành ra phải tạm gọi là ô nhịp hay trường canh. Với tiếng Anh nó gọi là measure, tức là đúng của nó, không có dùng chữ khác được, tại vì người ta có hàng lâm biện, người ta dùng chính xác ha. Thì chúng ta lần lần chúng ta đã hiểu được cái, nhìn được cái bài nhạc rồi ha, thấy không? Đó, chúng ta nhìn được từ từ đó ha. Ví dụ ta thấy nè, ví dụ nó này là ta thấy là nó là nó đen chấm vào một phát đó. Thì chúng ta từ từ chúng ta sẽ học cho cái phần mà sướng đọc nó xong, ta sẽ học cái cách gọi là tiết tấu và trường độ ha. Ví dụ son la son mi hai ba, son la son mi hai ba, re re si, đây là chúng ta cặp cái sướng âm để chúng ta biết cái trường độ của nó. Bây giờ chúng ta sẽ qua một phần khác các bạn. Chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn nhìn cái những cái nốt mà nó có nhiều học viên á sẽ sợ rất hoang mang với cái nốt mà đu lên đu xuống thì rất là khó các bạn, thấy không? Sẽ thấy chẳng hạn như đây là mấy cái nốt này ha, nốt này, nốt re này ha, cái nốt này là những móc đơn nó nối lại các bạn ha. Móc đơn nó là chúng ta sẽ coi cái cách viết tắt của mấy cái nốt này ha. Xin cảm ơn các bạn. Cái đây là cách viết nốt nhạc trên cái dòng nhạc các bạn, chúng ta thấy ha, đây là cách viết nốt nhạc trên dòng nhạc. Ví dụ hai nốt móc đơn này ta sẽ viết thành ra cái một cái thanh này có một cái lằn này các bạn, rồi nếu nó viết hai móc đơn ta viết vậy, rồi là các bạn phải biết cách đó là hai móc đơn, hai móc đơn là một phát. Chẳng hạn như bây giờ 4 móc đôi, có khi người ta có viết rời ra, có khi người ta viết chính lại thì nó thành như vậy, hoặc là 4 cái móc đơn á thì nó sẽ viết như vậy. Thành ra trong mấy cái bài nhạc á chúng ta thấy nó viết chúng ta phải biết, ví dụ như đây là nó viết vậy các bạn, đây là ha, nốt đen, hai nốt này là ha, đô son la son, là hai nốt này một phát các bạn, còn cái này 4 nốt này sẽ uy thành hai phát ha, son la mi đô đô rê. Mấy chúng ta sẽ tập trong những cái bài sau, chúng ta sẽ tập cách gọi là phân nhịp và tiết tấu để các bạn hiểu ha, để chúng ta học cho nó giỏi cái phần ngân dài cái đắc nhịp chúng ta nó sướng âm mới được ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần kế tiếp, tức là phần bài học, phần bài học bài tập kết hợp trường độ và cao độ. Xin cảm ơn các bạn. Chúng ta sẽ đến cái phần kết hợp bài tập kết hợp về trường độ và cao độ các bạn. Chúng ta thấy nhiều nơi đây, ở đây là nốt đô trắng khe ba các bạn. Chúng ta sẽ viết thế nào đây, nó đô trắng ha, khe ba, khe một, khe ba, đô trắng ta đang viết vậy các bạn. Đó. Đô đây thì cái này nó sẽ kéo xuống ba phát. Chúng ta phải viết đẹp lại chút ha, tôi sẽ viết lại cho cái đẹp. Đô ha. Rồi bây giờ đến câu câu thứ hai,
mi tròn dòng thứ nhất à, lúc đó tôi phải dùng cái chữ này để tôi ghi ha, mi tròn ta ta viết một xin lỗi ta viết này thôi, tức là mi tròn ha, tức là nó hình nó tròn mà nó làm thứ nhất thì nó bằng bốn phách. Rồi bây giờ chúng ta sẽ câu thứ hai là la đen khe hai, chúng ta sẽ biết ở khe hai mà nó la đen chúng ta sẽ biết gì các bạn, nó la đen ha, tôi sẽ viết à, chúng ta sẽ phải chống vô để viết ha. Ta ta sẽ ấy rồi nó dài ba ô ly thì chúng ta sẽ thấy có ở đây là la đen khe hai ha. Nó ra đây là bài học kết hợp giữa trường độ ha, bài tập kết hợp giữa trường độ và cao độ, chúng ta sẽ mau giỏi. Bây giờ ta thấy câu thứ thứ tư, son móc đơn dòng hai à, dòng thứ hai móc đơn ta sẽ ra này, ta sẽ viết đây các bạn, son móc đơn dòng hai, rồi thầy sẽ vẽ ra à, các bạn thấy đây là son móc đơn dòng hai. Rồi bây giờ pha trắng dòng năm à, rế và phá trên dòng thứ năm mà nó pha trắng ta sẽ viết như vậy các bạn, nó pha trắng à. À, nó pha trắng nó sẽ dài ba ba ô ly à. Đây là pha trắng dòng năm. Bây giờ cái bài tập thứ sáu, la tròn ngoài khuôn nhạc phía dưới à, la tròn ngoài khuôn nhạc nó nằm ở dưới này các bạn, thì chúng ta sẽ thấy nó la tròn như vậy các bạn à. La tròn tức là nó có giống như nó đô mà có thêm một cái lần nữa là la tròn, đó là câu số sáu. Còn câu thứ bảy, câu thứ bảy nó nói gì, mi đen khe tư à, mi đen à, à. Phà la đô mi không đó, phà khe đầu lá khe hai đô khe ba và mi khe tư à, mi đen các bạn, khe tư chúng ta sẽ viết mi đen khe tư à, tôi sẽ thực hiện mi đen khe tư đây, tôi đã thực hiện được xong nó mi đen khe tư. Bây giờ tới bài thứ số 8, si trắng dòng 3 à, dòng thứ 3 si dòng 3 khắc khi, chúng ta sẽ si trắng dòng 3 thì chúng ta sẽ có nốt này hướng lên hay hướng xuống gì cũng được à. Rồi bây giờ tới son đen ngoài khuôn nhạc phía trên à, son đen ngoài khuôn nhạc phía trên đây, chúng ta có hình son đen ngoài khuôn nhạc phía trên. Giờ đến câu thứ 10, rê trắng dòng 4 à, rê trắng dòng 4 ta sẽ có rê trắng dòng 4 đây, đó tôi mới vừa vẽ xong rê trắng dòng 4. Bây giờ chúng ta sẽ qua phần bài tập kế tiếp các bạn à, trong 20 bài đô đen à, chúng ta sẽ nghỉ ra lao một chút các bạn à, đến với chương trình à, lý 2015 chúng ta sẽ luyện tập thực hành để chúng ta có một cái trình độ thực sự các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ có đô đen ngoài khuôn nhạc phía dưới, thầy sẽ vẽ đô đen ngoài khuôn nhạc phía dưới các bạn ha. Đây nó đô đen ngoài khuôn nhạc phía dưới, đô đen nào khuôn nhạc phía dưới, đây là nó đô đen ngoài khuôn nhạc phía dưới. Rồi câu số 12 à, cái lần này nó hơi xấu, pha tròn khe một à, pha tròn khe một là chúng ta đã có nó pha tròn khe một đúng không ạ, pha tròn khe một này đó là nó pha ha, thì ở trên guitar nó sẽ là vị trí là 4-3 ha, bằng 4 phách trên cái đường ọt, chúng ta sẽ đó ta xác định là nó pha đó ha. Rồi bây giờ câu số 13, rê móc đơn ngoài khuôn nhạc phía dưới à, nó nằm ở dưới này và rê móc đơn chúng ta sẽ có cái nốt móc đơn này, đây chúng ta sẽ có. Rồi xin thưa các bạn, đây là nốt rê móc đơn ngoài khuôn nhạc phía dưới, từ từ các bạn sẽ đọc được nốt. Câu số 14, la trắng chấm khe hai, la trắng chấm khe hai các bạn, khe thứ hai đúng rồi, pha khe đầu lá khe hai trắng chấm khe hai à, trắng chấm nó lên đây, chúng ta sẽ có la trắng chấm khe hai là ba phách. Rồi bây giờ son tròn ngoài khuôn nhạc phía dưới, son tròn ngoài khuôn nhạc phía dưới ta sẽ viết nó son tròn ở đây thôi, ngoài khuôn nhạc phía dưới, đây là nó son tròn các bạn à, nó nằm ở ngoài khuôn nhạc mà ở phía dưới. Rồi bây giờ câu thứ 16, rê trắng chấm dòng 4 à, rế và phá trên dòng 4 năm, rồi rê trắng chấm tôi có là rê trắng ha, là chúng ta cái đuôi nó xuống rồi chấm, chúng ta thấy có là rê trắng chấm dòng thứ tư. Bây giờ tới nó si, ta vẽ nó si đen ngoài khuôn nhạc phía dưới, ta sẽ vẽ thế này, si đen ha, ta sẽ làm là si đen ngoài khuôn nhạc phía dưới, si đen ngoài khuôn nhạc phía dưới. Rồi chúng ta có đây là si đen ngoài khuôn nhạc phía dưới. Bây giờ câu số 18 à, pha móc đơn dòng 5, pha móc đơn dòng 5 các bạn, chúng ta sẽ có pha ha, phải vẽ đây ha, móc đơn dòng 5 à, rồi bây giờ
mi móc đơn dòng một các bạn, mi mi dòng thứ nhất ha, dòng này nó mi giúp này, ta sẽ có nước mi này ha, ta dễ đẹp đẹp chút các bạn ha, mi móc đơn ta sẽ, cái tay nó hơi rung rồi nước mi. Bây giờ tới bây giờ câu thứ 20 là câu chốt các bạn, đô trắng chấm khe ba, đô trắng chấm khe ba. Đó. Vậy chúng ta sẽ nhắc lại những kết quả của mấy cái nốt này chúng ta cần nắm ha. Vậy tôi thấy là ha, đô trắng khe ba, đây là đô trắng khe ba các bạn, câu thứ nhất rồi. Câu thứ hai, mi tròn dòng thứ nhất, bộ bốn phát. Rồi câu thứ ba, la đen khe hai các bạn, la đen khe hai nữa, la đen khe hai là một phát. Rồi câu số 4, son móc đơn dòng 2, đây là nó son móc đơn dòng 2 đó, ta nhớ rồi, ta từ sẽ đọc nốt và biết trường độ và cao độ. Pha trắng dòng 5 các bạn, rế và phá trên dòng thứ 5, đây là nó pha trắng bằng hai phát, các bạn nhớ trắng này ha. Rồi, la tròn ngoài khuôn nhạc phía dưới, đây là nó la tròn ngoài khuôn nhạc phía dưới. Rồi số 7. Rồi số 7. Mi đen khe 4 các bạn, đây là nó mi đen khe thứ 4 ha. Rồi câu số 8. Si trắng dòng 3 các bạn, đây là si trắng